Nó cứ nắng nắng mưa mưa nên là nó sẽ ra đấy. Hay là bốn cái kia là dính cả bốn đi. Đây một cái nhìn này. Đấy đang dính ra nhá. Đấy. Đang lươn. Đấy. Ui. Cái ông sợ rắn này. Ui mẹ nó cắn nhau này. Hai con. Hay là nó đục. Ui hai con. Hai con. Ui hai chứ không phải là một. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mấy thầy trò mình nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Hôm nay là mấy anh em thầy trò mình lại tiếp tục đi thăm bẫy rắn nha mọi người nhá. Thì bây giờ đã chuẩn bị đến cái bẫy rắn đầu tiên rồi. Thì ngày hôm nay là có sự góp mặt của Mắc Điên Khùng và Bi Xinh Gái. Đây là một cái bẫy rắn đầu tiên. Ôm mất mẹ à đấy. Mất mẹ bẫy sao anh Quyền à? Không phải không nhỉ? Mất mẹ bẫy rồi. Mất mẹ bẫy. Mất mẹ bẫy. Mất bẫy. Thôi đi. Mất một cái bẫy rồi cả nhà. Đấy. Thì quay video bẫy rắn này thì cái hại của nó tức là sẽ mất bị mất bẫy mọi người nhé. Nơ ngớ là đóng mẹ con này xong mới mất. Chứ nếu mà không có thì nó đéo lấy đâu. Đã mất một cái bẫy. Hôm nọ bà Sơn bảo là có con rắn chạy qua đường ấy. Sang bên này này. Được chưa? Đã bị mất một cái bẫy rắn rồi mọi người. Hình như cái này cũng mất rồi. Cái này cũng mất mẹ rồi. Mất anh Quyền ạ. Cái này cũng mất rồi mọi người. Đây này. Mất rồi. Mất à? Mất rồi. Mất. Cái này chắc là bị bọn nào nó nhặt mất rồi. Chắc mấy ông cầu cá rồi. Không. Bi. Đấy mọi người ạ, đi đặt bẫy rắn là cũng rất là lười, bởi vì nhiều lúc gặp bẫy tặc mà nó lản mọi người ạ. Thì cũng không muốn đẹp bẫy nữa. Căn bản nhiều lúc quay lên cho mọi người xem thôi, mà nhiều người ta ở khu vực mình người ta cũng xem ấy. Thì người ta sẽ thấy cái bẫy mình đặt ở đâu, vị trí như thế nào, khi người ta xem video người ta sẽ đi tận nơi để người ta lấy hết bẫy của mình nhé mọi người nhé. Thì trước mắt thì anh em mình đi thăm 4 cái thì mất 3 rồi. Ở đâu? 5 cái thì mất 4. 5 cái mất 4 rồi. 5 cái mất 4 rồi mọi người. Anh Quyền vào xem nước cái đấy đi xong rồi đi chỗ khác. 5 cái thì mất 4 cái mọi người. Nghĩ chán. Nó chán. Mắc nó buồn. Đây không là được con cái này gì. Là anh em mình là mắc nó buồn. Cho video lên YouTube ấy xong là đi tặc bẫy người ta xem được là người ta biết được những cái địa điểm anh em mình hay thả bẫy đấy. Nên đi vào là lần sạch. Cái gì ấy? Hả? Cái gì ấy? Ui. Con gì? Mồi à, có mồi à? Mua đây là. Đúng. Đó là, đó là bẫy này. Có đéo gì tôi đụng nhiệt gì đây. Ui, bẹo hổ mang luôn. Ôi, thế bắt ra, bắt ra. Mắc ra đây. Mắc ra, mắc. Ôi. Cái đánh tay nhá, tụi nhá. Ui. Ui. Ôi, nó nằm tròn vô à. Mọi người này. Ui giời, cóc chết thối. Dạ. Dạ. Cái này vầy lỡ vớ là bọn nó nhìn bẫy nó thế, thầy trò mình đóng nó. Đấy, mọi người này. Ủa mọi người xem này. Ủa ôi. Mang đen xì luôn. Dạ. Thối rũ không? Thối. Nghe nó mửa không biết. Đấy. Bi, Mắc, kiến đi con. Đây mọi người nhá, để mình sẽ cho con tự nhiên nó mửa rồi. Khi nó ăn chóc ấy là nó đây to cái bụng. Xua đây, bữa bữa đây. Thối quá. Thế cho nó chỗ khác. Thôi, cho đây. Thôi lên. Mất bẫy. Và cuối cùng là được một hổ mang. Được cái bẫy nó không ăn trộm được. Cẩn thận đấy. Đấy đấu rồi. Các con vật cóc rất ít mồm. Vật nó ăn một con rồi nó nhè ra kìa. Cuốn được cái đi. Nhè ra. Thôi được một con, nói chung là nó cũng là một cái thành quả này. Đi ra đây. Đây mọi người đây. Đèn xi. Nó cứ nắng nắng mưa mưa nên là nó sẽ ra đấy. Đây. Hay là bốn cái kia là dính cả bốn đi. Đây mọi người nhìn này. Đây đang dính ra đấy. Đấy.
mưa giờ đang lươn. Đấy. Đấy. Ui. 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 To chà bá rồi. Ê mắc. Anh giữ mắc. Quyền giữ mắc ạ. Mọi người, cái con hổ mang thì mình sẽ không cho mắc và bi tiếp cận được nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn này. Đèn xì đen sũi luôn. Ui ôi. Rất hung dữ. Ôi, mẹ phun nọc vào người em luôn rồi. Bắt con cóc kia vào không mất. Đâu su? Kia, đưa mày đưa cái túi đây nhá. Đấy. Đây. Ngay góc ấy. Con này. Đấy, mày rút nó vào đấy. Đi ra ngoài qua. Mẹ con này. Bắt ra ngoài con nhé. Mày rút nó vào lồng này để anh rút cái cây ra nào. Anh bỏ vào đầu rồi. Rồi. Bắt cái ra coi. Đấy mọi người, hai cóc thì nó đã ăn một. Đấy, chỉ còn một con thôi. Đấy. À, hổ mang tổ. Chào bá. Ui. Mọi người nhìn. Ui. Phụt đấy. Rất là hung dữ, thôi mình sẽ cho vào đây mọi người nhé. Vừa nó phụt đấy. Nó phụt vào tay rồi mọi người. Bác ra để bố làm nó cái bẫy này để đặt nốt. Thối quá, nó mửa thối quá. Thối. Nhưng mà mùi tiền đấy xúc nhờ. À, thì tất nhiên mà đang mất bẫy đang tiếc. Mất 4 cái bẫy mọi người ạ. 4 cái lơ vớ lại dính được 4 con ấy. Không, cái bẫy kia chắc có nó mới nhấc ấy. À thì có nó mới lấy. Lấy có nó lấy chứ không có nó đã để lại. Bụn bẫy tặc này. Đánh thì dưới nắng thì đi thả bẫy à. Rất là mồ mệt, hôi ướt nghe ướt nhiệt ra. Đôi khi nào là khi mất bẫy cảm giác nó rất là chán mọi người. Xong là quay lên cho mọi người xem thì kiểu là như người ta cũng theo dõi thầy trò mình ấy. Người ta lại ở đây ta biết được những cái vị trí như thế này. Nó vào nó khuôn một phát coi như là 5 cái còn 4 cái. Cái này là cái dấu kín này là nó không nhìn thấy. Chứ mà nhìn thấy chắc chú hổ mang cái thì cũng phần nó rồi. Trong kia còn mấy cái đấy còn không. Đặt nốt cái ở đây không phải biết đặt nốt mấy cái xong. Thôi mình sẽ quay xuống đất để cho thằng ấy nó không nhìn thấy cái chỗ thầy trò mình địa điểm đặt. Hay là nó nhìn cái bãi bồng bồng nó biết thừa ấy. Vào xem cái kia nhá. Đi vào xem mấy cái răng đấy. Cái này hôm sau dính được con to như thế này nhỉ. Mẹ làm cái bẫy 4 cái. Đi. Đi vào trong này. Mọi người tiếp tục mấy thầy trò mình đi thăm. Ui dòng má nhiều chưa này. Bi mắc. Bi đâu mắc rồi. Hai chú xuống xem bắt được con cá rồi không. Đây, hai chú đi theo. Thối à? Ui, ngon rồi em ơi. Úi giời, hàng hiếm có đây. Đi ra trong ngoài, ra. Úi giời. Tay cẩn thận đi nhá. Đấy. Úi, cái ông sợ rắn này. Ui, mẹ nó cắn nhau rồi. Hai con. Hay là nó đục. Ui, hai con. Ui, hai chứ không phải là một. Hai con. Đây mọi người này. Mọi người nhìn đây. Dính ạ. Cặp long. Đây mọi người nhìn này. Hai em cặp long. Nói quyền giữ mắc giữ bi đi. Con này nó cắn chết rồi con. Người này. Hai cặp long. Đây là được một hổ mang, hai cặp long, hai cặp long. Mất con này giống như là hổ mang. Mất 4 cái bẫy. Là 4, tính sơ 4 con cặp long. Thì cái đầu đâu ấy? Để vừa giấu đầu nó mổ tay. Giữ mắt anh ơi. Giữ mắt. Đừng thả ra, đấy. Đừng thả ra, đấy. Ít được. Ui. Cái đấy. Cổ thế. Bấy chiếc hai cặp long rất là đẹp. Ui. Mẹ nghe tiếng là như tiếng đồ chuông. Để nó phà người nhá. Hai cặp long này
ngoài mình mà kiếm được hai cặp long này rất là khó mọi người nhé. Nhưng mà nói chung là hôm nay là được như này là rất là khó không. Mày hai cặp long một mai. Nó to nhá. Con này tầm này thì 7-8 nặng rất là to rồi. Dài như thế rồi. Một nó cắn đấy. Con này. Cho cắn nhau làm sao ấy. Cái nó hút nhiều quá. Hút đầu. Nhưng mà cho vào bình hết sắt. Chơi được mắt. Con này ăn xương dụ nhỉ. Ui cô. Cháu lấy cái thăm cái bẫy rắn. Ê. Được hai con rồi. Vâng. Ê. Cô đi ra cẩn thận đấy nhá. Tối cô đi vườn cẩn thận nhá. Đây mọi người này. Hai cặp long và một tổ mai. Dạ. Dạ. Cặp long bé gì? Không ngờ nó đẻ nó lở đấy. Đây mọi người, thì hiện tại là đã được một số con rồi. Bẫy thì đã mất mấy cái. Thì hiện tại bây giờ mấy thầy trò mình sẽ tiếp tục đi săn. Nhưng mà thôi sẽ không quay, tạm dừng video đấy mọi người nhé. Mọi người xem video thì nhấn like đăng ký kênh ủng hộ mình, như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team săn bắt là cùng cao nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người con ơi. Chào cô chú. Chào cô chú, xin chào mọi người nhé.